Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại đến với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em. Thì trong cái video ngày hôm nay, Kẹo sẽ hướng dẫn mọi người, đó là anh em, hướng dẫn cho anh em cái cách đó là vượt qua khỏi cái vòng bó điện này để ra ngoài và khám phá những cái nơi khác ở trên bản đồ của chế độ thủ zombie nha mọi người. Trước hết là mình sẽ lên tạm đây cái đã. Tí nữa thì chúng ta sẽ lên trên đó theo cái đường là ở cầu thang lên tầng 2 nha các bạn ơi. Đây bây giờ thì Kẹo sẽ đứng tạm ở đây. Đó, chúng ta sẽ phải bắn zombie cho nó đến màn 3 cái đã, rồi là mới khám phá được nha mọi người ơi. Ở cái chỗ này nó bị vướng nên là Kẹo lại không thể ra ngoài được. Ok, chúng ta hãy cứ bắn zombie cái đã, rồi là tính sau nhé anh em. Phải nói là zombie đang ở đây rất là nhiều này. Kill từng đấu một luôn. Anh em chờ Kẹo xíu nha, chúng ta sẽ phải chơi đến vòng 3 cơ. Bây giờ đang vòng 1 nên là sẽ mất một chút thời gian nhé. Ok ok, ở trên này thì Kẹo lại không thể nạp đạn được. Thôi kệ, cứ ngồi đây cái đã. Ngồi đây, sấy từ trên cao xuống dưới cho nó phê anh em ạ. Wow. Đấy, anh em thấy được không ạ? Cái bản đồ hiện tại của chế độ thủ zombie nó rất là to nhá. Và tôi nghĩ là sắp tới nó sẽ mở full cái bản đồ này nha anh em ơi. Ui, ok, hay lắm. Nữa hả? Quá là điều bình thường luôn. Như vậy là đang còn tận là 12 con zombie nữa. Ok ok. Đây này, úi dồi ôi, úi dồi ôi. Phải gọi là đối với những cái góc trên cao như thế này, các bạn bắn căn sọ zombie cực kỳ là tốt nhé. Ok ok. Đơn giản là mấy con zombie xa quá nên mình sẽ chạy lại gần hơn nữa nào. Ui, hello mấy bạn zombie nha. Úi dồi ôi, đây hả? Úi dồi ôi em ơi, làm gì vậy hả em? Ok ok, lối này chúng ta sẽ có thêm được đạn nhá. Quá là ổn luôn. Nữa hả? Úi dồi ôi. Như vậy là đã xong vòng 1, chúng ta sẽ đến với vòng 2. Vòng 2 sẽ có 70 con zombie nha anh em ơi. Nhanh chóng clear xong 70 con zombie này, rồi là mình sẽ hướng dẫn anh em cách là để vượt qua những cái vòng bó điện nha anh em ơi, để ra ngoài bản đồ chế độ thủ zombie luôn. Ui, ui, mấy cái con này anh lại sợ cái chục quá nhỉ. Nói chung là lần đầu tiên mà mình chơi chế độ thủ zombie này, chơi cũng khá là sợ anh em ơi, nhất là chơi game kiểu như là buổi tối nữa. Chứ còn là bây giờ là Kẹo đã quá là quen thuộc rồi anh em ơi, nên là chơi game cảm giác nó cực kỳ là bình thường. Mấy con zombie này chẳng có gì đáng sợ cả. Úi dồi ôi, nhảy nhảy gì vậy hả em ơi? Anh lại sợ quá cơ. Đậu xanh em ơi, làm gì ở đây vậy hả em? Ok, headshot luôn. Và đang còn tận là hơn 50 con zombie nữa cơ. Từ từ và kill mạng thôi nha các bạn ơi. What the hell, mấy bạn này bắn chậm vậy hả? Ui, mấy con zombie Sida này, anh lại sợ chủ quá cơ. Ok ok mọi người ơi, wow, đậu xanh. Nữa này, nữa này, mấy con zombie đáng ghét này. Úi dồi ôi, mấy con zombie này lại còn hồi sinh nữa cả. Hẳn là hồi sinh cả. À, đứng tạm ở đây cái đã. Ở hiện tại thì Kẹo đang hết đạn rồi nha mây, nên là mình sẽ nạp thêm đạn cái đã. Ok ok, đã full đạn và giấy thoải mái luôn. 34 con zombie nữa hả? Ở đâu? Đây, bây giờ mới là 34 con này. Sorry anh em là Kẹo hơi nhầm một xíu nhá, mọi người thông cảm nhá. À, mấy con zombie láo tên này hả? Tính làm gì ở đây? Ui, ok, what the hell, mày dám đập đầu đội tao hả? À, tao lại sợ chúng mày quá cơ. Ui dồi ôi, vỡ đầu liên tục nhé. Và đây thì nó là những cái chuỗi gọi là liên tục headshot luôn nha. Ui dồi ôi, headshot liên hoàn này. Đây, còn mấy con zombie nữa, công bắn nhanh hộ tôi với để nhanh. Tôi lại còn chạy qua những cái nơi khác ở bản đồ này thế nào anh em ơi. Ui, như anh em đã biết được rồi là khi mà anh em ra khỏi bo, lượng máu của anh em sẽ bị mất dần và anh em sẽ bị chết nha. Đấy là trong chế độ thủ zombie nha mọi người. Và chế độ thần thì cũng như vậy. Ok, còn lại 6 con zombie nữa. À đâu, 7 con zombie nữa này. Ok ok, nhanh clear nốt anh em ơi, rồi là chúng ta sẽ qua những cái khu khác nữa cơ mà. Ở đây tốn quá nhiều thời gian rồi. Đây, định còn làm phần cuối này. Hello, thật cuối đâu vậy? À đây hả? Ok ok, anh em ơi, vòng 3 đã bắt đầu. Và vòng an toàn nó lại chuẩn bị thu lại này. Hôm nay, qua đây hỗ trợ tay với ông ơi. Đây bạn ơi, qua đây hỗ trợ mình với này.
Đây bạn qua đây đứng đi. Để mình nhảy lên đầu bạn và lên trên tầng 2 nhé. Huy Nhi ơi. Huy Nhi ơi. Này. Đó, ok ok. Tôi sẽ nhảy lên trên nào. Ui. Thử lại nào. Ok ok. Nhảy lên nào. Như vậy là kèo đã lên được tầng 2 của căn nhà này. Đó. Bên trên có cả tầng 3 nữa anh em ơi. Nhưng mà thực kệ, mình sẽ qua những cái khu khác bằng chỗ tầng 2 này nha. Đấy, sẽ nhìn qua bản đồ một xíu. Bây giờ là chạy theo lối nào đây anh em ơi. Lối này có vẻ như là không hay lắm. Nên là kẻo có lẽ là sẽ lựa chọn là chạy qua lối cửa sổ bên cạnh nha. Đấy ok. Qua cái lối này nhé mọi người. Đó. Trước hết là mình sẽ tắt mạng cái đã. Vì là nếu mà anh em ra khỏi bo thì anh em sẽ bị rút máu dần và chết luôn. Tắt mạng đi và chúng ta sẽ cùng khám phá nào mọi người. Đấy. Ui, ở ngoài này thì rất là nhiều những cái lăng mộ luôn. Vậy là còn có cả những cái chỗ nạp đạn nữa. Sắp tới thì game Free Fire sẽ mở full cái bản đồ này nha anh em ơi. Mở full bản đồ này sẽ là bản đồ thủ zombie nhé các bạn. Đó, rất là nhiều những cái công trình thú vị nhá. Ui đây, có những cái cửa để cho zombie nó chạy ra nữa này. Người ta hay gọi là cánh cửa địa ngục anh em ạ. Bên này thì sao nhỉ? Nói chung là công trình thì nó không thay đổi nhiều. Chẳng qua là sẽ mở rộng hơn cái bản đồ chế độ thủ zombie. Anh em chơi sẽ cảm giác là đã hơn rất nhiều. Đây, tôi đang đứng trên một cái bia mộ này. Nhảy lên nào anh em ơi, quẩy lên nào. Đó. Đó, như vậy là ngày hôm nay trong cái video này thì kẹo đã hướng dẫn anh em đó là cách để ra khỏi bản đồ thủ zombie nha mọi người. Cực kỳ là nhiều công trình mới lạ luôn. Và kẹo vẫn đang đứng ngoài bo này anh em ơi. Wow, chạy qua lối này thử coi nào. Đó, rất là nhiều công trình luôn nhé. À, chỗ này thì có zombie này. Úi dồi ôi, zombie ơi, em ơi, đừng đấy hả? À, kẹo quên mất. Hiện tại là kẹo đã tắt mạng nên là bắn một con zombie này hầu như là vô tác dụng mà thôi. Ồ, đây là cái lối lên cầu thang, hình như là lối lên cầu thang lúc nãy thì phải. Và kẹo đang ở tầng 2 nha các bạn. Đoạn này sẽ là đoạn phía trước, uầy. Và đây anh em ơi, cơ bản là khi mà anh em kiểu là tắt mạng quá lâu thì nó sẽ bị lỗi kết nối một xíu. Đây, một kẹo đang kết nối để quay trở lại với trò chơi này. Như vậy anh em có thể thấy được rằng là hiện tại kẹo vẫn đang ở trên tầng 2 căn nhà lớn của chế độ thủ zombie nha. What the hell, đã sang vòng 4 rồi cả. Như vậy là chúng ta lại đến với màn bắn boss rồi anh em ơi. Không sao cả, thì kẹo cũng đang hướng dẫn cho anh em cách đó là anh em có thể là chạy ra khỏi bản đồ chế độ thủ zombie nha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bắn nốt con boss này cái đã. Úi dồi ôi, xây nó luôn. Và sao phải ngại nhỉ các bạn. Ui, cầm kéo sợ quá nhỉ. Anh lại sợ quá cơ. Úi dồi ôi, kéo to bệ hải em ơi. Kéo to bệ hải em ơi. À, định cầm kéo chém anh nhỉ. Sợ quá nhỉ, à đâu. Kéo là nó định cắt mình rồi. Đâu, xanh con boss này. Mất máu nhiều chị em ơi. Hẳn là chùm cả. Ui, anh em ơi quên. Quên là kẹo chứ chạy này. Đậu xanh. Ui, boss ơi là boss ơi. Nào. Tại đây em ơi. Chạy đâu vậy hả? À, nó chuẩn bị nhảy lên. Ok. Anh sợ chị quá nhỉ. Đậu xanh. Ui, lại nhảy lên nữa cả. À, cái đậu xanh em ơi. Tính chơi anh hả em ơi. Xây nó luôn này. Ok. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái chế độ đó là thủ zombie nha anh em ơi.